Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là mình sẽ nói về cái sự kiện hộ lực ở sắp tới sẽ ra mắt ở bên siêu Việt Nam. Thì trong lần này sự kiện này gọi là hậu Noel ha. Hậu sự kiện Noel thì có tên là Mù Băng Tuyết. Thì đợt này là mấy anh em nào mail VIP Kim Cương hoặc là mail VIP Vàng thì mấy anh em đã nhận được thông tin của sự kiện rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ vô mình review là về phần thưởng nè, cách chơi cho mấy anh em nào mới hoặc là chưa chơi sự kiện này lần nào. Ok, bắt đầu thôi. Thì trong sự kiện này á, là đối với mấy anh em nào mà chơi ở server thế hệ cũ á, thì sẽ chơi qua một lần hết rồi. Nhưng riêng ở trong server mới á, thì nó sẽ có rất là nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên ha, sự kiện này nó sẽ có gọi là cái quýnh ải thiêu vòng và quýnh ải khó. Thì cái quýnh ải thiêu vòng nó sẽ là gì? Cái này nó giống như là cái gọi là cái cáp treo đó. Thì sự kiện cáp treo này nó giống như cái sự kiện sinh nhật năm đầu tiên. Nhớ không lầm là năm đầu tiên hay năm thứ hai gì đó. Thì mỗi lần đánh con boss này thì bạn sẽ nhận được phần thưởng trực tiếp luôn, mảnh trang bị nè, rồi nói chung là vân vân rất nhiều thứ ở trên đây, mảnh trang bị rồi hột lực hay là vàng hay là nhiều thứ trong đây. Thì các bạn sẽ đánh theo thứ tự và hình như cái tháp này nó sẽ mở theo ngày, và khi mà đánh thì bạn sẽ nhận được cái xu tuyết để đổi phần thưởng. Ngoài ra thì cái xu tháp này nó trong quá trình đánh là đối với mấy anh em server mới, mấy anh em sẽ đặt câu hỏi là anh ơi nó lỡ như quá, nó mạnh quá thì sao đánh được. Ví dụ như bên đây là nó sẽ cho con CR đi, thì ở trong cái map này nó sẽ cho mấy anh em hỗ trợ nè, tăng sức tấn công nè, nói chung là chọn tăng sức tấn công nè, tướng hỗ trợ này, rồi nói chung là nó sẽ hỗ trợ cho mấy anh em server mới đi rất là nhiều khi mà đi trong cái tháp này. Rồi là cái cáp treo nha, mình cứ quen miệng là cái tháp rồi. Ok ha, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là khi mà coi một cái chế độ hoạt động, một cái sự kiện nào đó thì mình coi thử là về phần thưởng. Đầu tiên là nó sẽ có phần thưởng ở đây là ở bên server C, thì phần thưởng ở mốc cuối cùng thì nó sẽ là rương mảnh vạn năng đỏ anh hùng quái nhân. Còn mà ở bên server Việt Nam thì cái mốc cuối cùng này nó sẽ là, tôi nghĩ là mốc vé siêu kỷ hoặc là vé đen, nó sẽ đảo lại giống như server chung. Là cái ô vé siêu kỷ này nó sẽ nằm ở cuối cùng, hoặc là ô vé đen này nó sẽ nằm ở cuối cùng. Còn lại phần thưởng thì tùy theo server Việt Nam quyết định thôi, nhưng mà kiểu nào thì kiểu cũng có là hai vé đen và hai vé siêu kỹ và ổ khóa. Ngồi ra ở server Việt Nam mình tôi nghĩ là họ sẽ thêm rương mảnh vạn năng, đó là gì. Rồi ok, tiếp theo ha là về cái shop của cái đổi mà tuyết. Thì khi mà mấy anh em làm nhiệm vụ hàng ngày thì mấy anh em sẽ nhận được hai phần thưởng trong mà sự kiện hoạt động, là sự kiện là một cái bông tuyết và một cái ván trượt. Thì hai cái này nó sẽ đổi được cái gì thì mình chỉ vô trong cái phần mà đổi quà shop này. Thì trong cái phần mà cái ván trượt á và cái bông tuyết á thì mình sẽ đổi trong đây, nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 4 móc nhận quà. Thì mỗi móc nhận quà thì như mấy anh em biết rồi, mở một móc nhận quà thì nó sẽ có phần thưởng khác nhau. Móc đầu tiên thì nó sẽ cho mấy anh em một cái rương trang bị vàng, hình như là có chọn dòng mặc định dòng đầu tiên này gì đó. Còn cái dòng tiếp theo nó sẽ là dòng random tấn công nè, tốc độ nè, rồi bonus. Nói chung là dòng này là cái trang bị này nó sẽ là trang bị 3 dòng, nghe một dòng phụ. Rồi tiếp tục là ở dòng thứ hai, ở phần thưởng thứ hai thì là một rương chọn ấn level 5, một cái trang bị y chang như trang bị ở dòng 1. Ở lần thứ ba thì là một cái gọi là anh hùng hệ, cái huy hiệu anh hùng hệ cấp S, và một trang bị này hình như là trang bị này là trang bị có hai dòng bonus hay sao. Cái dòng này là dòng mặc định chọn, hình như là nó sẽ là mở ra chọn sẽ dòng mặc định, nó sẽ là cái thứ gì đó, xong rồi nó sẽ thêm ở dưới là dòng tấn công, dòng tốc độ và bonus, thêm hai dòng, như là trang bị này nó sẽ là 4 dòng nha, có hai dòng chính và hai dòng phụ. Tiếp theo nữa là ở dòng cuối là cái dòng đặc biệt và nhiều phần thưởng nhất, là nó sẽ có là thẻ tăng sao nè, đá huy chương nè, thẻ tăng sao tím nè, và cái trang bị mở có thêm hai dòng bonus y chang như trên kia, và ngồi ra nó sẽ có thêm hai mảnh của cái để đổi tính năng chiến thuật đó. Thì khi mà về server Việt Nam thì không biết là server Việt Nam có cập nhật phần thưởng tính năng chiến thuật vô luôn hay không, thì tôi nghĩ sẽ là có thôi. Tại vì như sự kiện hộ lực đó mấy anh em xem qua nha, là gần như là càng về sau tất cả các sự kiện hộ lực mà khi ra tính năng tinh thông á đều sẽ có phần thưởng để mấy anh em đổi cái phần thưởng này để lấy nguyên liệu nâng cấp tính năng chiến thuật, vừa tốt cho server mới và vừa tốt cho server cũ ha. Ngồi ra các nguyên liệu mấy anh em cần đều có. Tôi nói ví dụ như đá năng lượng nè, rồi đồ nâng, nói chung là trang bị nè, rồi cái rương nâng trang bị, cái này là trung tâm huấn luyện, nhan thẻ nâng cấp trung tâm huấn luyện thì nó trao đổi vô hạn luôn. Ok, đấy thì đó là những cái phần thưởng mà khi mà mấy anh em tham gia trong sự kiện gọi là mùa băng tuyết. Thì ở bên server Việt Nam sẽ có chỉnh sửa nha, ở bên server Việt Nam sẽ có chỉnh sửa so với ở server Việt Nam mình. Tại ở bên server chung á, ở cái phần này nó sẽ là vé đen và vé siêu tuyệt kỹ, không phải là cái rương này nữa. Ok ha, ngồi ra thì trong cái phần đi ải thì là nó sẽ có là ải khó và ải thường.
đó luôn. Ai khó vải thường thì đi, mà đi khi mà đi xong á thì nó sẽ mở, và cái ván trượt ở đây là sẽ nó tăng cái độ rơi, tăng cái tỷ lệ rơi của cái bông tuyết ra rồi mình đi. Thì nếu như mà khi nào về siêu Việt Nam á thì mình coi thử là sự kiện nó có đáng giá để lấy hay không. Nhưng mà trong chắc chắn là cái sự kiện ghi hụt luật này nó sẽ là mấy anh em sẽ ăn móc 2.500. Tại vì sao? Tại vì sự kiện này nó sẽ kéo dài gần hơn một tuần. Thì khi mà trong đó mấy anh em xả hụt luật này để đi nâng cấp thiên phú cho tướng này chơi sự kiện, thì mấy anh em ăn cái quà móc 2.500 này nó sẽ rất là dễ. Tại vì mấy anh em cứ tính đi, một ngày mấy anh em cứ tính đi, một ngày là mấy anh em free được 230 rồi. Đó, một ngày mấy anh em được free được 230 rồi. Khi mà mấy anh em đi sự kiện nó 7 ngày hay 8 ngày cho 10 ngày đi thì tỷ siêu Việt Nam sẽ cho, thì gần như đủ 2.500. Mấy anh em chỉ cần xả thêm mua hộ lực, nói chung là kiểu nào mấy anh em cũng mua thêm một lực ít nhất 2 lần trong một ngày thì kiểu nào cũng đủ 2.500. Cho nên là mình free móc này nha, mình free móc này trước, ngồi ra chơi cùng trong cái móc quà. Thì theo bản thân mình á thì mình thấy thì nếu mà cố gắng á, thì chỉ chơi được móc 2 móc 3 thôi. Còn lại nếu như mà thực sự ở Silver Việt Nam mà nó có đá huy chương, nếu mà nó có đá huy chương mà nó có thẻ đăng sao tím như thế này, thì để mình coi thử là ở Silver Việt Nam phải chờ biết, nếu mà ăn cái móc này mà nó rẻ khoảng cỡ tầm 4.000-5.000 điểm một lực thì mình sẽ bắt đầu mình xả ra để mình đi, chứ còn nếu mà nó cao quá thì thôi mình không đi. Đấy, này phải kia coi thử phần quà nó sẽ như thế nào. Rồi ok, thì đó là sơ coi sơ bộ là cái sự kiện này nó cho mấy anh em nào ở Silver Việt Nam chưa chơi qua. Và mình cũng dự đoán sự kiện Tết luôn, nếu mà sự kiện Tết á, thì nó cũng ra cái chế độ dạng như giống như cái cáp treo như thế này, nhưng mà nó là cái bậc thang nha, nó là cái sự kiện bậc thang, bạn quýnh dần lên đó. Nó cũng giống như sự kiện mà Tết vui vẻ không quạo của năm trước đó. Nói chung là gần như là nó vậy, như là nó na ná kiểu gì. Tết là sự kiện đa số rồi chỉ là sẽ qua sẽ lại sự kiện đó thôi, hoặc là Silver sự kiện Việt Nam mình sẽ giống sự kiện Silver Nhật là sự kiện là cho bắn pháo hoa đó, sự kiện đánh boss được lấy pháo hoa xong rồi bắn pháo hoa đó là sự kiện mừng năm mới. Thì Silver Việt Nam chưa ra cái đó thôi, còn lại gần như là đã ra hết rồi. Đấy, thì đấy là vẫn thông tin mà của sự kiện mừng. Thì mấy anh em đây là mình cập nhật trước, còn cái mail ấy chỉ là đơn giản là phần quà rồi ngày ra mắt sẽ như thế nào thôi. Còn khi mà mình chat ở trên Facebook á, thì chưa ra. Trên Facebook là trên fanpage á, trên Facebook và trên web á, thì chưa có đăng thông tin này. Cái này mình làm trước cho mấy anh em xem thử sự kiện ở bên Silver Sea và bên Silver Trung nó sẽ như thế nào ha. Rồi ok, cái này mình đây là mình ngó bên Silver Sea ha, còn bên Silver Trung, cái này mình qua bên Silver Trung mình ngó một tí rồi. Mình qua bên Silver Trung, hình như Silver Trung vẫn đang là sự kiện này. Thì ngồi ra trong cái quá trình mà diễn ra sự kiện ấy, thì nó sẽ bán cái gói hộp lực. Nó sẽ bán gói hộp lực mà 20.000 á, hai gói thể lực và hai gói hộp lực đó, thì mấy anh em mua cái gói đó trên web bay nha. Mấy anh em hỏi mua ở đâu thì mua đó trên web bay ha. Rồi ok, thì chúng ta sẽ qua bên Silver Trung, thì chúng ta check thử là bên Silver Trung nó sẽ ra cái gì. Đấy, đúng là đợt này thường á là Silver Sea với lại Silver Trung á là sự kiện riêng và sự kiện hoạt động á, là sự kiện hộ lực á gần như sẽ giống như nhau, trừ cái tháng mà cái tháng Noel thôi. Cái tháng Noel thì bên bên Silver Sea ra sự kiện kỹ thông, còn bên Silver Trung á là ra sự kiện gì pháo đài, mà pháo đài nó dịch tới là từ pháo đài gì? Không nhớ. Rồi vô được rồi, tôi tưởng đâu Silver Trung giờ này, tại vì Silver Trung giờ này nó khó vô lắm mấy anh em. Giờ này là đang hiện giờ là 7 giờ tối rồi đó. Rồi ok, thì đây là bên Silver Trung ha. Thì bên Silver Trung là nó sẽ có sự kiện, thì khi mà qua bên Silver Trung thì nó cũng giống y chang như bên Silver Sea thôi. Thì mình coi phần quà ha, mình coi phần quà thôi. Quà ở bên Silver Trung thì cái ô đầu tiên nó sẽ là X2 Thiên Phú Anh Hùng Quái Nhân, hai cái vé siêu tuyệt kỹ, một vé tu hồi, một cái bục X10 mảnh huy hiệu và hai vé đen. Đấy, thì đây là quà bên Silver Trung. Ở trong phần thưởng, thì móc đầu tiên là sẽ nhận là vé hiệu, thẻ tăng sao, rồi mảnh trang bị. Nói chung là hơi cùi hơn nhiều so với Silver Sea ha. Nói chung là hơi cùi, rất cùi luôn á. Mình đánh giá là rất cùi luôn á, cùi hơn bên Silver Sea rất là nhiều. Ngồi ra thì ở cái móc cuối này cũng không có đổi rương được nhận, đổi mổ quà được nhận rương nữa. Ở trên đây nhét lên hở là ăn được, tôi nghĩ là mấy sự kiện này ăn móc 1 nè, móc 2 thôi. Nó còn mà móc 3 thì thực sự nó không đáng lắm, móc 3, móc 4 thực sự bên Silver Trung thì nó không đáng lắm. Nói chung là Silver Sea vẫn ngon hơn, Silver Sea vẫn ngon hơn ha. Rồi ok, đó là tổng hợp sự kiện là mùa băng tuyết ở bên Silver Sea và bên Silver Trung. Và tiếp theo là ở Silver Việt Nam, sắp tới là sẽ ra ở Silver Việt Nam cho mấy anh em nào
server mới hoặc mấy anh em nào chưa chơi cái sự kiện này lần nào. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một buổi tối tốt lành.